Cách để gây ấn tượng với một chàng trai trên Snapchat. Snapchat là một cách thú vị để giữ liên lạc với bạn bè, đồng thời đây cũng là nơi thuận lợi để tán tỉnh người bạn thích. Các bộ lọc của Snapchat giúp người dùng trông dễ thương hơn trong ảnh, nhờ đó mà bạn có thể dễ dàng thể hiện những điều thú vị thường làm để gây ấn tượng với người đặc biệt. Nếu như người trong mộng của bạn cũng sử dụng Snapchat, có rất nhiều cách để làm ảnh ấy gửi đến bạn. Phương pháp 1. Chụp Snap đẹp. 1. Hãy là chính mình thay vì cố trở thành một cô gái hoàn hảo trong mắt anh ấy. Khi muốn gây ấn tượng với một chàng trai, hẳn bạn sẽ muốn mình ăn mặc đẹp và trở nên khác thường ngày để trông ấn tượng hơn. Tuy nhiên, nếu đây là đối tượng thích hợp, thì họ sẽ thích con người thật của bạn hơn. Đừng lo lắng về việc cố trở thành ai khác. Hãy chụp những bức ảnh thể hiện chính mình để người ấy hiểu hơn về bạn. Nếu bạn luôn mặc quần áo thể thao vào các ngày chủ nhật, đừng thay đổi thành trang phục khác sang trọng hơn, chỉ để chụp vài snap. Hãy tự tin và chụp ảnh chính mình trong bộ đồ thể thao. Tương tự, bạn cứ chụp ảnh ở nhà vào thứ sáu, đừng vờ như mình đang ra ngoài nếu như thật sự không phải thế. Lời khuyên, mặc dù chúng ta không nhất thiết phải ăn mặc đẹp để chụp snap, nhưng thỉnh thoảng bạn cũng nên chọn trang phục nào đó mà bạn cảm thấy tự tin nhất. Nếu biết mình sẽ chụp vài tấm ảnh để đăng lên Snapchat, thì đó, hãy chọn quần áo có màu hợp với bạn sao cho thu hút ánh nhìn của chàng. Bạn có thể chọn màu nào đó mà mình thích, hoặc màu đỏ kinh điển. 2. Tập trung cho đôi mắt nếu bạn trang điểm để chụp ảnh. Bạn không nhất thiết phải trang điểm thì mới chụp được snap đẹp, đặc biệt là khi ứng dụng có rất nhiều bộ lọc. Nhưng nếu bạn thích trang điểm, hãy áp dụng một cách cẩn thận. Nhìn chung, tốt nhất là nhấn mạnh vào phần mắt, để chàng phải chú ý ngay khi nhìn thấy snap của bạn. Bên cạnh đó, đừng quên đánh má hồng và thoa son nhẹ nhàng để đôi mắt thực sự là điểm nhấn. Nếu thích, bạn vẫn có thể trang điểm môi đậm và mắt nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đôi mắt được nhấn nhá thường sẽ làm cho gương mặt bạn trông duyên dáng hơn trong ảnh tự sướng. 3. Nhìn vào ống kính để trông như thể bạn đang nhìn ảnh ấy. Bạn muốn trông xinh nhất nên chắc sẽ nhìn vào màn hình khi chụp snap. Tuy nhiên, điều này khiến cho người khác nghĩ rằng bạn đang tập trung vào bản thân chứ không phải họ. Thay vào đó, hãy nhìn trực tiếp vào ống kính để trông như bạn đang nhìn vào người xem. Có thể bạn sẽ cần chụp nhiều snap cho đến khi hài lòng. Sau đó, chỉ cần xóa đi những bức ảnh mà bạn không thích. 4. Thử những bộ lọc làm ảnh đẹp hơn. Các bộ lọc trên Snapchat là tính năng phổ biến nhất và hẳn là bạn đã có tùy chọn bộ lọc yêu thích của mình. Bạn hoàn toàn có thể gửi cho người trong mộng snap đã qua chỉnh sửa bằng bộ lọc. Nhớ sử dụng nhiều bộ lọc khác nhau để ảnh không bị lặp lại. Ưu tiên chọn những bộ lọc mà bạn nghĩ rằng chàng sẽ thích. Chẳng hạn, bạn có thể chọn bộ lọc cúng con nếu anh chàng là người yêu chó. Mặt khác, bộ lọc mưa buồn có thể không phải là lựa chọn tốt nhất vì sẽ khiến anh ấy nghĩ rằng bạn đang u sầu. 5. Chụp snap mọi việc bạn làm, cho dù bạn không ở trong ảnh. Ảnh có bạn dĩ nhiên là tuyệt, nhưng các snap của bạn sẽ dần tẻ nhạt nếu như chỉ có bạn trong đó. Thay vào đó, hãy xen kẽ các hoạt động khác nhằm thể hiện cá tính riêng. Và đó cũng là lựa chọn thuận tiện nhất cho những ngày mà bạn không tự tin khi chụp ảnh. Chẳng hạn, bạn có thể chụp ly cà phê yêu thích đang cầm trên con đường trước mặt hoặc các nguyên liệu làm bánh. Phương pháp 2. Gây chú ý bằng Stories. 1. Ứng dụng Story để cho anh ấy biết bạn sắp làm gì một cách kín đáo. Hẳn bạn rất muốn người trong mộng thấy bạn tuyệt vời và thú vị như thế nào, và Story là nơi thích hợp để làm điều đó. Hãy nghĩ về mọi điều bạn muốn anh ấy biết về bạn, sau đó lần lượt đưa danh sách này vào Stories. Chẳng hạn, bạn có thể chụp snap mình đang làm bánh, đánh đàn guitar, đi chơi cùng bạn bè, đi bộ ngắm cảnh và chơi cùng chú chó. Cũng ổn nếu bạn lặp lại một số hoạt động vì không phải lúc nào anh ấy cũng thấy mọi tin. Chỉ cần xoay vòng để bạn không đăng snap về cùng một chủ đề nhiều lần liên tiếp. 2. Thêm chú thích mang tính thả thính, tạo ảnh tự sướng dễ thương. Nội dung chú thích hàm ý tán tỉnh có thể làm cho anh chàng nghĩ về bạn nhiều hơn là một người bạn. Hãy chọn chú thích ngắn gọn và mập mờ nhằm gợi ý rằng bạn đang nghĩ về ai đó đặc biệt. Chỉ cần nhớ rằng như vậy thì không chỉ mình người trong mộng mà cả những chàng trai khác cũng sẽ chú ý. Bạn có thể tham khảo một số ví dụ sau. Cần một bờ vai. Không biết ai đó có đang nghĩ về em hay không. Tìm bạn nam cùng đi tiệc. Gửi bạn trai tương lai của em. Anh để em chờ hơi lâu rồi đấy. 3. Thu hút sự chú ý của anh ấy bằng chuyện cười mà chỉ hai người hiểu, hoặc chú thích ngâm trả lời cho cuộc trò chuyện trước đó. Hãy khéo léo cho người trong mộng biết rằng bạn đang nghĩ đến anh chàng bằng cách đề cập đến điều gì đó mà chỉ mình anh ấy hiểu. Bạn có thể sử dụng một câu chuyện mà cả hai đều biết, hoặc lặp lại lần trò chuyện gần nhất giữa hai người. Chụp một bức ảnh và viết chú thích, ẩn ý, chỉ dành riêng cho anh ấy. Giả sử cả hai bạn đều thích phim Người Nhện,
và rất ấn tượng với nhân vật chính, bạn có thể snap lại ảnh mình đang mô phỏng hành động bắn tơ. Nếu cả hai đang bàn luận về bộ phim siêu anh hùng vừa công chiếu ở lần trò chuyện gần nhất, bạn có thể snap lại phản ứng của mình đối với bộ phim hoặc ảnh bạn đang mặc chiếc áo thun in hình nhân vật yêu thích. 4. Đăng tải snap về bạn và đồ vật nào đó mà bạn biết anh ấy thích. Người trong mộng sẽ phải ấn tượng nếu họ thấy bạn cũng có món đồ tương tự. Hãy tìm hiểu xem về sở thích của anh chàng, rồi kết hợp những chủ đề này vào Snapchat Stories. Sau đây là một vài gợi ý. Chụp ảnh với chú chó nếu người ấy thích nuôi chó. Snap ảnh bạn đi sự kiện thể thao nếu anh chàng thích thể thao. Đăng ảnh nhạc cụ mà bạn có nếu anh ấy thích âm nhạc. Snapchat bạn đang đọc sách nếu như đối phương cũng thích sách. 5. Thể hiện những năng khiếu của bạn nhằm gây ấn tượng với anh ấy. Biết đâu bạn lại có rất nhiều kỹ năng hay ho, có thể khiến mọi chàng trai phải trầm trồ. Chỉ cần chắc chắn rằng anh chàng đặc biệt sẽ thấy được bạn tuyệt vời như thế nào bằng cách đăng khoảnh khắc mà bạn đang thực hiện sở trường. Bạn có thể chụp snap những nội dung tương tự như sau: món ăn mà bạn vừa chế biến, ảnh tự sướng sau khi tập luyện, tư thế yoga hoặc thảm tập yoga, điểm cao nhất của một bài tập ở trường, nhạc cụ mà bạn chơi, giày nhảy, món đồ nào đó mà bạn tự làm được. Phương pháp 3. Gửi snap trực tiếp cho anh ấy. 1. Kiềm chế bản thân để chỉ gửi một snap một lần. Hẳn bạn rất muốn gửi cho người trong mộng nhiều cuộc trò chuyện liên tiếp, đặc biệt là khi bạn đang làm điều gì đó thực sự thú vị. Tuy nhiên, đối phương có thể cảm thấy quá tải khi nhận hàng loạt snap cùng lúc. Hãy chờ cho đến khi chàng trả lời snap mà bạn gửi trước khi gửi nội dung khác. Xác suất mà anh ấy trả lời sẽ cao hơn nếu bạn chỉ gửi một snap mỗi lần. 2. Gửi cho anh ấy snap thú vị nào đó khác với story. Hẳn là bạn sẽ rất muốn gửi trực tiếp story cho người trong mộng để chắc chắn rằng anh ấy thấy được, nhưng đối phương có thể cảm thấy bối rối nếu bạn gửi snap trực tiếp giống hệt trên story. Nếu bạn muốn gửi snap riêng tư cho chàng, hãy sử dụng nội dung khác với snap mà bạn đã đăng trên story. Giả sử story về việc bạn trải nghiệm một nhà hàng mới, bạn có thể gửi cho người ấy snap chụp món tráng miệng với câu chú thích: cậu thích loại bánh này lắm đúng không? 3. Thể hiện cá tính của bạn thay vì cố trở nên quyến rũ. Hẳn bạn rất muốn người trong mộng thấy bạn nóng bỏng ra sao, nhưng đăng snap gợi cảm không phải là cách hay nhất. Thay vào đó, hãy hé lộ một chút đời sống cá nhân của bạn để chàng cảm thấy tò mò. Như vậy sẽ gây ấn tượng nhiều hơn là một loạt hình ảnh tự sướng được tạo dáng kỹ lưỡng. Những snap thú vị như bức tranh mà bạn vẽ, chương trình yêu thích của bạn hoặc ảnh bạn trong lớp học nhảy. 4. Thêm chú thích hoặc văn bản nhằm cho đối phương biết rằng snap này chỉ dành riêng cho mình anh ấy. Cho dù bạn gửi snap qua tin nhắn trực tiếp, anh ấy vẫn có thể nghĩ rằng bạn đang gửi cho nhiều người, đặc biệt là nếu cả hai có nhiều bạn chung. Hãy sử dụng chú thích để người trong mộng biết rằng bạn chỉ gửi riêng snap này cho anh ấy. Bạn có thể viết rằng: tớ nghĩ ngay đến cậu khi thấy cái này, hoặc đây là phản ứng của mình khi thấy story của bạn. Thử dùng phép chơi chữ để trêu đùa tán tỉnh anh ấy. Bạn có thể snap ảnh bạn cùng với chú gấu bông và viết: gấu của tớ này, còn cậu đã có gấu chưa? Hoặc ảnh bạn đang đi đổ rác với nội dung: mình đã đổ rồi, còn bạn thì sao? Hoặc nếu như không mấy tự tin khi gửi snap trực tiếp cho người trong mộng, bạn cũng có thể sử dụng chú thích như thể bạn đang gửi snap cho nhiều người. Chẳng hạn, nếu là ảnh bạn đang đeo tai nghe, chú thích tâm trạng tan chậm sẽ phù hợp. Hoặc với ảnh bạn chụp cùng chú chó, hãy viết rằng: cũng con đáng yêu quá nhỉ. 5. Sử dụng những công cụ sáng tạo để vẽ hoặc thêm nhãn cho snap. Sau khi chụp snap, các tùy chọn công cụ sáng tạo sẽ hiện ra dọc bên phải ảnh. Tại đây bạn có thể chọn vẽ lên ảnh cũng như thêm nhãn dán. Hãy thử qua những tính năng này để làm cho snap trở nên đặc biệt hơn. Giả sử bạn có thể vẽ trái tim hoặc cung tên lên ảnh để thể hiện rằng bạn phải lòng anh ấy. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng các nhãn dán vui nhộn để làm cho anh chàng cười. Phương pháp 4. Tiếp tục cuộc trò chuyện. 1. Sử dụng tin nhắn riêng tư để gửi video ảnh và những nhận xét ngắn. Sau khi đã gửi cho nhau vài snap, bạn có thể tiến xa hơn bằng cách gửi video, đặt câu hỏi hoặc dành cho anh ấy một lời nhận xét ngắn gọn. Nếu đối phương trả lời, hãy tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách hỏi những câu liên quan và trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh ấy. Bạn có thể gửi video nhằm gợi ý một cách bông đùa rằng bạn muốn thấy nhiều story của chàng hơn hoặc thể hiện niềm vui khi đó. Ngoài ra, hãy gửi nhận xét không kèm hình ảnh nếu bạn muốn đặt câu hỏi hay tiếp tục cuộc trò chuyện được bắt đầu thông qua việc trao đổi snap qua lại. 2. Gửi cho anh ấy một bài báo từ dịch vụ Discover nếu bạn muốn bàn luận về chủ đề nào đó.
Sẽ có nhiều lúc bạn không biết nói gì, đặc biệt là với người trong mộng. Để mọi chuyện dễ dàng hơn, hãy đi đến phần Discover và tìm bài báo nào đó thuộc chủ đề mà bạn ấy thấy hứng thú. Đó có thể là nội dung liên quan đến kiến thức ở trường hoặc sở thích cá nhân của chàng. Bắt đầu bằng cách nhắc là tùy chọn để gửi bài báo cùng nhận xét ngắn nếu lý do mà bạn nghĩ anh ấy sẽ muốn xem. Hy vọng rằng cách này sẽ giúp bạn và người trong mộng cũng có một cuộc trò chuyện sôi nổi. Chẳng hạn, bạn có thể gửi bài báo về đội tuyển thể thao mà anh ấy thích cùng lời nhận xét. Không biết cậu thấy tin này chưa? Tương tự, nếu bạn thấy một bài báo về ban nhạc anh chàng hâm mộ vừa phát hành một bài hát mới, hãy gửi ngay với nội dung bài mới nè, ngay ngay đi cho nóng. Nếu gần đây chàng trai mà bạn thích vừa có một bài thuyết trình cảnh báo về hiện tượng nóng lên toàn cầu, hãy gửi cho anh ấy bài báo về biến đổi khí hậu cùng lời nhắn. Tớ nghĩ ngay đến cậu khi đọc bài báo này. 3. Đề nghị anh ấy chuyển sang nhắn tin hoặc gặp trực tiếp để tiếp tục câu chuyện. Sau khi bạn và người trong mộng trả lời Snap qua lại một thời gian, hãy đưa cuộc trò chuyện ra ngoài đời sống thực tế. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể gửi số điện thoại cho anh ấy và đề nghị nhắn tin, hoặc bạn cũng có thể mời chàng đi chơi để gặp trực tiếp. Nếu bạn dự định gửi số điện thoại, hãy nói, mình sắp phải rời mạng trong vài giờ, vì thế nhắn tin sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Hay, đây là số điện thoại của mình nếu bạn muốn chuyển sang nhắn tin. Nếu như muốn ngỏ lời rủ người trong mộng đi chơi, bạn có thể nói rằng, tớ định đi ăn burger sau giờ học ngày mai, cậu có muốn đi cùng không? Hoặc, nhóm nhạc của bạn tớ sẽ diễn ở quán cà phê vào tối mai, đi xem một mình cũng hơi buồn, cậu có muốn đi cùng tớ không? Lời khuyên, đừng lo lắng về việc trông gợi cảm hay quyến rũ. Nếu thực sự thích bạn, anh ấy sẽ bị ấn tượng bởi cá tính thú vị và chú thích sáng tạo hơn. Cảnh báo, không nên gửi ảnh khỏa thân cho người trong mộng trước khi bạn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hối hận. Mặc dù Snap sẽ tự động xóa, nhưng người nhận vẫn có thể chụp ảnh màn hình để lưu lại.